Chào các bạn, hôm nay tôi muốn hướng dẫn các bạn nhận xét về cái bài làm si cộng cộng tại các buổi thực hành. Và cái thông tin cần thiết trước khi thi cần phải chuẩn bị, các bạn có thể vào trang web là pcap.điều khiển.net/thi để thi thử xem định dạng thi cử như thế nào. Nếu có cái thông tin gì mà cần liên hệ với tôi thì có thể gửi thư cho tôi qua email này hoặc là vào trang pcap.điều khiển.net vào trong forum diễn đàn. Thì công việc của buổi hôm nay là cần phải duyệt qua các cái bài làm này, thứ nhất là duyệt qua bài làm, thứ hai nữa là nhận xét vào ra dữ liệu, cái việc vào ra dữ liệu trong bài làm các bạn như nào, có phù hợp với phần mềm TCA không, tôi gọi là phần mềm TCA đó là tôi tạm gọi là test C++ automatically in writing format chấm thi tự luận tự động với môn si cộng cộng, so sánh với đề và bài của các bạn đúng hay sai ở chỗ nào. Đấy, thì đây là cái công việc. Thì trong cái buổi đi thực hành ấy, thì các bạn có gửi lên máy của tôi số bài như thế nào. Và lời khuyên ấy, là các bạn nên đặt tên máy như thế này, máy 1, máy 2 như thế này. Đấy, hoặc là máy 16, máy 15 như thế này cũng được. Đấy, lời khuyên là như vậy, chứ không nên đặt 1, 2, 3 như thế này, nó sẽ rất dễ bị nhầm lẫn. Đấy, ví dụ như này, hai cái này là có thể dễ bị nhầm lẫn này, trùng máy này. Đấy, thế. Tất nhiên trong khi thi cử ấy thì máy không thể trùng nhau được, vì các bạn ngồi là có xác định rồi, và việc nhập tên máy cho giáo viên, do giáo viên nhập cho nên là các bạn cũng sẽ không phải mất thời gian để làm cái việc này. Thế nhưng để thi thử các bạn nên nhập cái thông tin là chính xác. Ví dụ như là số báo danh là STK này, tôi không biết nó là đúng hay sai vì trường công nghiệp nó không có STK mà chỉ có DTK hoặc là số thôi. Thì với bài thứ nhất chúng ta xem này, nếu với bài thứ nhất ấy, thì của bạn Nguyễn Văn Tuân thì bạn đi thi thử vào lúc 3 giờ chiều ngày 16/8 thì bạn thi như sau. Đó là chúng ta sẽ duyệt qua xem là bạn này lỗi vào ra có đúng hay sai. À, include như này, à chúng ta thấy là đây cái việc đọc dữ liệu đây, CINX, nếu với cái hai số CINX như này là đúng rồi. Và cái đóng ngoặc này là của cái for đây, như vậy thì COS này là một cái quả, như vậy là đúng rồi, bài này vào ra là chuẩn. Bài thứ hai là của bạn Chu Văn Mạnh thì bài này là CIN này và CINX như nào, như thế này cũng vẫn đúng, tức là CIN xong rồi CINX cũng vẫn được, không vấn đề gì cả. Sau đó thì COS như này việc vào ra với bài này là đúng rồi. Với bài thứ ba thì bạn thứ ba là bạn vào ra như sau là đây, CAO tính tổng SNN line, cái này thì nhìn trên máy bình thường như này thì hợp lý nhưng vào phần mềm là sai, cái này là không đúng. Cái thứ hai là cái CAO nhập N bằng như này là không đúng. Cái thứ ba là CAO nhập X bằng như này và cũng là không đúng. Như vậy thì cái này, trường hợp này này, đấy là không đúng, thừa dữ liệu mà vào phần mềm chấm thi tự động là sai ngay. Còn khi tính xong kết quả rồi bạn đã CL là tổng S bằng S như này cũng không đúng. Đấy, thừa một cái đoạn này là tổng S bằng như này là không đúng. Bài số 3 bạn nên làm đây là CL nhập N lớn hơn 0 xuống dòng. Thì cái này là định hướng cho người dùng. Đấy, cũng không đúng. Cái này là bài này là sẽ là nhập liên tục đây, chắc là thế đây. Thì ở đây nó có cái lệnh do là CAON bằng, sau đó CN, như vậy CAON bằng này là thừa, không đúng. Nếu mà làm bài này thì toàn bộ test của bạn này sẽ hỏng hết.
Trong hàm main bạn nên gọi hàm nhập n đây, sau đó thì CLS bằng tổng S của n, như này là không đúng. Không đúng có mấy cái, không đúng ở đây là thứ nhất là S bằng như này này, thì cái đoạn này là thừa, là không đúng rồi. Thứ hai là không đúng rồi cái đoạn này. Đấy. Đối với bạn tiếp theo thì bạn nên làm như này, tức là ở đây nhập vào một số n trong khi còn nhỏ hơn không, và như vậy cái này là đúng rồi. Ok, hoan nghênh. Và khi mà nhập n thì bạn này chắc là tìm các tổng các ước à, tôi không biết là thuật toán đúng hay sai, thế nhưng mà CAOI xong rồi một dấu cách, chỗ này là một dấu cách đấy. Đấy thì một dấu cách như này, thì nếu như mà in ra các phần tử mà cách nhau một dấu cách thì như thế này là đúng. Bài tiếp theo của bạn Ma Văn Hiệu thì kiểm tra một số có phải là số nguyên tố hay không ấy. Thì nếu mà rơi vào bài này như thế này thì sai mấy chỗ như sau. Trong cái hàm main như này này thì CAO nhập n bằng CN, thì cái CAO nhập n bằng là định hướng cho người dùng, này là sai rồi. Bạn có thể làm cho máy của bạn, nhưng khi gửi lên máy của tôi là không được gửi như này, gửi như này là sai rồi. Vì cái nhập n bằng như này là sẽ không có trong 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 đáp án đâu. Và cái này in ra màn hình cái gì thì bạn thừa cái đấy là hỏng luôn. Mà CLN xong đây là số nguyên tố như này nó cũng không đúng rồi. Trong CLN không là số nguyên tố, nó không đúng rồi. Lý do là vì chữ là số nguyên tố với không là số nguyên tố không thể đưa vào đáp án được. Vì nếu đưa vào đáp án thì các bạn có thể viết hoa, viết thường, viết cách nhiều dấu cách, ít dấu cách, với không là số nguyên tố, xem là không nguyên tố với K nguyên tố là cái việc chấm là rất khó khăn. Cho nên việc như thế này là không đúng rồi. Nếu có chỉ in ra một chữ không thôi, nhưng mà tất nhiên chữ không này cũng không đúng. Đấy, thì bạn Ma Văn Hiệu. Bài tiếp theo là bài của bạn ở đây. Bài này thì đây để tôi xem. À, bạn Lê Văn Tân. Bạn Lê Văn Tân ấy thì bạn có CN như này này, được rồi. CR như này được rồi, đúng rồi, không có không in ra cái gì ra ngoài màn hình nên là ok rồi. Sau đó CLS và một dấu cách V như thế này là đúng rồi. Đấy. Bài 3 của bạn ấy là CIN đây. Xong đó thì nếu mà n nhỏ hơn không thì CL nhập lại n, nhưng cái đoạn này thì CL này là sai rồi. Cái chỗ này là không đúng. Còn CLS là kết quả đây là đúng rồi. Về mặt hình thức là đúng rồi. Còn tất nhiên thuật toán thì tôi không biết, chưa thể kiểm tra được ngay. Ở trong cái bài này thì bạn nên làm CL chẵn, có một chữ chẵn và CL một chữ lẻ, nhưng mà tôi không hiểu tại sao bạn thêm cái dấu này. Lưu ý không được để cái dấu cách ở đây, các bạn có để ý không, ở sau cái chữ lẻ này nó có một cái dấu cách nên là cũng không được. Chẵn như thế này là đúng rồi, CL lẻ bỏ cái dấu cách này đi. Ok, không vấn đề gì. Bài số 3 này của bạn toán toán ở đây là CN này. Thế này là đúng rồi. Đấy, và có chữ nhập lại nào như này là không đúng. Bạn tiếp theo là có một bài toán là đây có chữ CN như này là CN là đúng rồi, nhưng này có chữ CL nhập lại nào đây là không đúng. Đấy, chữ thừa như này, chữ CLS kết quả như này là đúng không? Bài tiếp theo là của bạn Vũ Tuấn Bình. Của bạn Vũ Tuấn Bình ấy, thì ở đây có mấy cái CL là không là số nguyên tố và như này nó không được. Không là số nguyên tố, nếu mà đáp án ấy, thì người ta sẽ quy ước khác chứ người ta không quy ước như thế này. Nếu mà quy ước như thế này thì sẽ không 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 không, không mọi người sẽ không làm, nó không đúng. Và đây là số nguyên tố thì không đúng. Và tất nhiên cái này là bắt buộc phải theo đề đấy, chứ như thế này là không được. Nhưng mà nếu như giả sử đây là câu cần in, toàn bộ đây là câu cần in, thì tất cả các câu này là cần in thì mới mới được đấy. Còn là số nguyên tố, đây là số nguyên tố thì nếu như yêu cầu viết đúng y xì như vậy thì mới được.
đấy thì cái chữ này, nhưng mà dù sao thì chữ CA nghìn N này nó không bao giờ có trong đáp án, cho nên như thế này là sai rồi. Bài tiếp theo là của bạn 240 là bài giai thừa CN CNX như này đúng rồi, sau đó là tính toán giai thừa và CLS như vậy là đúng rồi, bài này vào ra như này là được. Ok. Tại bài số 34 thì bạn Nguyễn Ngọc Anh, đây đây các bạn thấy không, là số nguyên tố nhá, thì đây là có một cái dấu cách ở đây này đấy, là có một dấu cách đây, xong lại không là số nguyên tố, các bạn nhìn thấy không, đây chỉ là chữ không. Còn so với cả bài bài trước đây, đây ở đây lại không là số nguyên tố như thế này, xong lại là số nguyên tố như này, ở bạn bên này thì lại viết là không là số nguyên tố như này, thì đáp án chắc chắn hai bạn này sẽ có một trong hai bạn là đáp án sai, không đúng đấy. Nhưng mà dù sao đáp án không bao giờ có cái dấu cách như này, là số nguyên tố ở cây có dấu cách trước là không bao giờ đúng đấy. Ở đây có chữ CN xong rồi chữ CL cái số nguyên tố vào đây, thì ở đây lại có cái như thế này rồi, mà trong cái chương trình con của bạn đây mở ngoặc đây đến đóng ngoặc đây thì không là số nguyên tố, đây có là số nguyên tố đây thì là số nguyên tố, không là số nguyên tố thì bạn si ao cái này ra là không đúng đấy. Đấy thì thuật toán này có thể bàn sau, nhưng mà đây là một cái chương trình con của cái float mà lại không có return thì cũng không được. Thế nhưng mà về vào ra như này là không nhất quán. Bạn tiếp theo là bài này xem nào, vào ra menu ở đây, menu CIN đây, CIN đây, CIN như này thì được rồi. Thế nhưng mà vấn đề nó là cái CAO đây là đầy là số nguyên tố lại khác nhau rồi, này còn N là như này thì cái bài như thế này là không được đấy, không được, không đúng chuẩn đấy. Bạn tiếp theo là đây dấu cộng đây, CAO CAO A cộng B thường thì người ta sẽ không yêu cầu là viết lại cái phép toán giống như là nhập vào đâu. Đây là bạn nhập vào nó A xong là toán tử là cộng trừ nhân chia đấy, A cộng B, mà đến lúc bạn ấy kiểm tra xem là toán tử là cái gì trong bạn ấy CL A cộng B, tôi chả cần như này, tôi CL luôn là A toán tử B, thế là nó cũng ra đáp án như này. Tất nhiên đáp án như này nó sẽ không giống như trong đề đâu. Còn bài số 2, bài số 2 là ở đây có CIN xong có CIN AI, đây là đọc một mảng đây như này là đúng rồi, đúng rồi, có CAO AI xong cách một dấu cách như này là ok. Đấy, bài này vào ra là rất là chuẩn. Đối với bài số 3 bạn nên làm là CIN như này là đúng rồi, CAO N là số hoàn thiện, đây N là số hoàn thiện nên là không đúng rồi đấy, đáp án không bao giờ yêu cầu đưa ra cái số này. Đối với bài số 45 ấy, thì vào ra đây là CIN R sau đó thì CLS cách một rồi cách là V, như vậy bài này vào ra đúng rồi. Bài số 3 ở đây nhập N, nhập N rất là khó nhìn đây, à men đây rồi, nhập N gọi chương trình con nhập N thì đây, nhập N đây, nhập N ở đây là đây thì con nhập N đu CN rồi, ok bài này đúng rồi đấy, CLS CN ở đây, Flux S ở đây, Return T đây rồi, Flux T bằng đấy, như vậy thì bài này là vào ra là rất là chuẩn. Tư duy lập trình của bạn Trương này đúng với yêu cầu đấy. Bài tiếp theo là của một cái bạn nào đó mà không ghi rõ tên, mà tôi đề nghị các bạn lần sau đã ghi gửi cho tôi phải ghi chính xác, không nên ghi như thế này. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là CAO A bằng như này không đúng rồi, CAO lẻ CAO chẵn như này không đúng rồi, còn CAO không thỏa mãn này sẽ không đúng với yêu cầu đâu đấy. Phải làm theo đúng cả cái đúng cái yêu cầu của đề bài. Tiếp theo là bài của bạn 374 là
Cl là số nguyên tố, đấy không là số nguyên tố. Cn là, nếu như yêu cầu in ra cái này chính xác là từ này thì có lẽ các bạn có thể đúng, nhưng vấn đề là cuối cùng đấy không có được, có một cái dấu cách như thế này, có dấu cách như này là không được đâu. Đấy, tiếp theo bài bài nhập A thì Cl nhập A bằng như này là không được nhé, bỏ cái đoạn này đi và Cl cái chỗ này là thừa này. Thử đáp án không có chỗ này đâu, là B bằng đáp án không có chỗ này đâu. Tiếp theo là cái phần bài này thì CLS như này được rồi, CIN, CIN như được rồi. Ok, không như cái gì thừa, bạn nên xin nhau này. Bài đối với bài này bỏ ra là làm được. Đấy. Còn đối với cái bài này thì bạn nên là CIN, CNX. Ok, đúng rồi đấy. CLS được, vào ra như này là tốt thôi. Bài số 2 là in CN rồi, CNI rồi, ok. CL float của T chia cho N. Đấy, như này cái in ra là in một giá trị là cũng được đấy. Tiếp theo đối với bài số nguyên tố, đây là số nguyên tố, đây không phải là số nguyên tố. Các bạn thấy từ nãy giờ có rất là nhiều cái đáp án khác nhau không? Như này nó cũng chưa đúng đâu. Tiếp theo là bài của bạn Nguyễn Văn Tuấn, Nguyễn Văn Tuấn gì đó, là xin là xin x này là đúng rồi, Cl ra một giá trị s này là đúng đấy. Đấy thì bài tiếp theo bài này là bài chắc là tôi thử máy thôi. Đấy, không có gì. Bài này là Cl chẵn Cl lẻ, nếu mà đã yêu cầu ra viết đúng một chữ chẵn và đúng một chữ lẻ thì bài này đúng rồi. Có Cina là đúng rồi, Trịnh Ngọc Anh là đúng rồi đấy. Còn bài này chắc là bài này bạn nào thử máy à? Trần Thị Tâm mà thử máy à? Không có gì, máy chủ nữa rồi, qua thầy cốt là thử máy rồi, ok. Đấy, đối với các bạn ấy, là hôm nay làm cái bài như vậy thì có rất nhiều bài làm tốt, nhưng bên cạnh đó có rất nhiều bài chưa tốt. Đấy. Thì tôi nhận xét thêm một cái buổi thực hành khác. Cái buổi này là ngày 15 tháng 8, là buổi thực hành hôm trước. Thì như này, đối với bài này thì CNR này, đúng rồi, KVVX đúng rồi, của bạn 479 này là đúng rồi. Còn đối với bạn Vũ Văn 6 thì A bằng B bằng như này là không đúng rồi nhé. Xong là cộng Cl cộng trừ nhân chia như này là không đúng với đề bài đấy nhé. Bài tiếp theo là của bạn 007 là Cl nhập A bằng cái chỗ này là bỏ đi nhé. Đấy, nhớ bỏ chỗ này đi, xong là bỏ cái chỗ này luôn, chỗ này đi này. Bỏ luôn đi cái đoạn lập bình phương lập phương là bỏ đi nhé. Chỉ để A nhân A thôi, bỏ này, N line bỏ nhé. Đấy, yêu cầu là in một dòng là một dòng. Đấy, còn đối với bài này của bạn 431 đấy thì cũng như vậy. CNA này đúng rồi, không có in thừa, nhưng mà lại thừa chỗ này. Có thừa hai cái N line. Đấy, không được thừa như thế, không được N line. Bài tiếp theo của bạn Trần Xuân Bảo à, 078 này, tính SV hình cầu N line. Cái này là chỉ có chúng ta tự làm thôi, chứ còn nếu mà gửi lên máy thì bài này không đúng đâu nhé. Cái đây này sai, chỗ này này, đấy, đấy. Đấy, các bạn thấy không? Bỏ cho đấy đi. Đối với cái bài này ở đây, của bạn Dương Bình Minh này, Cl nhập A này, Cl nhập B như này, như này là không đúng nhé. Đấy, thì nhưng chỗ này thì ví dụ như A cộng B này, một dấu cách. Rồi A trừ B rồi đại đại như thế này thì cái đoạn này thì lại đúng rồi. Thì cái đoạn nhập này là chưa đúng rồi nhé. Đấy, thử cái hai cái lại như này, này. Thế là sai đấy. Đấy. Đối với bạn Nguyễn Văn Sang thì bạn ấy là nhập N nhập X như này là đúng rồi. CLS như này đúng rồi. Ok. Đối với bạn 441 thì CIN, CNX, xong CL tổng như này, thế này, thế này đúng không? Có bạn để phun rõ bạn này bạn nào. Nhưng mà như này là
là không đúng đâu. CR thì đúng nhưng mà CLS xong là xuống dòng trong cái đoạn này là sai rồi. Đoạn này là biên dịch cái này là lỗi đấy, không đúng đâu. Đấy, thì đối với bạn toán như là xin giờ duy nhất cái V như này là đúng rồi. Đấy. Rồi đối với bạn của bài của bạn 735 thì xin là xin đấy như này đúng không? CLS này là đúng không? Đấy, không thừa cái CL nào ra ngoài màn hình. Đấy. Tiếp theo là của bạn Hoàng Phi Hồng. Thì xin giờ này là đúng rồi. CLS cách V như này đúng rồi. Xin CL như này đúng rồi. Đối với bạn 024 xin giờ này đúng rồi. Sau đó CLS cách V như này đúng rồi. Đối với bài của bạn 327 thì xin A xin B xong mỗi cái số cách nhau một dấu cách như này đúng rồi. Đối với bài của bạn 591 xin giờ và cây V đúng rồi. Đối với bài của bạn 31 bài xin HH xin MM xin LS xin T. Thực ra thì đối với bài này là nhập số dây sau đó tìm giờ phút nhập một số sau đó tìm giờ phút dây ứng với số đấy. Số dây đấy thì người ta chả yêu cầu như này đâu. Đối với lượng nhập như này là thừa, cái bài này người ta yêu cầu in nhập là một số thôi, cái này tôi sẽ nói sau, nhưng mà như này là chưa chắc là đúng đâu. Cái bài này thì in như thế này là đúng chuẩn rồi, nhưng vấn đề là đúng với đề bài hay chưa thì chưa chắc là đúng đâu. Còn đối với bài là 005 như này thì cũng vẫn đây chắc là bài thế, bài này là bài này. Với bài này toán tử CA như này này. Xin nhập như thế này nó đúng, CA cái này là thừa là sai rồi. Còn CA cái này thì cũng được, CA cái này cũng được, ok. Đối với bài của bạn Văn Tuấn thì CA nhập lại N thì là không đúng rồi. CL chẵn lẻ nếu yêu cầu chỉ in một số chẵn một số lẻ cái này thì được. Đấy, còn bài 1 thì đối với bài này thì CL tính diện tích và thể tích hình cầu như này là không được rồi. Kể cả là in ra màn hình mà để chúng ta nhìn không thôi thì cũng nó cũng chả rõ ràng gì. Nó xin là tính diện tích và thể tích hình cầu, con trỏ nó sẽ dừng ở đây vì ở đây không có ký hiệu xuống dòng mà. Sau đó R bằng luôn đây, nhưng mà xin R gõ Enter một cái thì là nó lại xuống dòng. Xong rồi CLV bằng CLS bằng thì CLV bằng in ra như này, sau đó liền ngay kết quả của cái này là S nó nằm liền ngay ở đằng này. Cho nên là cái bài này chỉ là không đẹp, nó chưa đúng đâu. Thừa cái bài này nhá, đấy, thừa dòng R bằng này, thừa dòng V bằng này, thừa dòng S bằng này, cái bạn S bằng này. Đấy, đối với bạn 007 cái bài này thì xin vào số dây xong rồi tính. Đấy, nếu mà nhỏ hơn 10 thì nếu không thì cứ in ra này chắc là đúng đấy. Hy vọng là thuật toán được. Đấy, sau đó đối với bạn thế học đây, xin AB đây, cộng trừ nhân chia đúng không? Bài này đúng không? Đây, đối với bài này của bạn Thái Văn Châu chẳng hạn. Thì CL số giây là xin SS, CL số phút xin MM, CL số giờ xin lại xin niên lai như thế này thì sai rồi đó. Ta thừa cái đoạn này, thừa đoạn này vì cái này là sai nhé, không phải thừa, cái này là sai. Đấy, bài số 42 chương trình tính tổng là niên lai như thế này đây, thì cái này là thừa, chỗ đoạn này là thừa, đoạn này là thừa này. Đấy, đoạn này S bằng đây cũng là thừa này. Đấy. Thế thừa nhé, sai đấy. Đấy, đối với bạn Lương Xuân Nghiêm ấy, thì bạn ấy là vâng là đây. Xin giờ đây, CLS cây V như này đúng không? Đấy, thì đối với bài này thì đây xin T đúng rồi. Sau đó thì tính toán đây xin giờ phút giây như này. Đấy, thì về
cơ bản này là đúng trong một số, cái bài này sẽ đúng trong một số test. Đấy thì tôi đã nhận xét là tất cả các bài đấy, dữ liệu có phù hợp với phần mềm hay không thì tôi đã nhận xét rồi. Thì các bạn qua đó thì lấy cái đoạn này làm kinh nghiệm thì phần clip thứ hai. Đấy, tiếp theo thì tôi sẽ là đặt cái vấn đề đối với bài 3 là so sánh, gợi ý 3 là so sánh cái đề bài bài của bạn đúng sao nào và tại sao. À, chúng ta giải đáp tí.